là người nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc các kiều nữ phải chấp nhận chuyện bị xâm phạm thân thể thường xuyên bởi tính chất công việc luôn phải tiếp xúc với đám đông. Nhiều ngôi sao đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì hành động không mấy lịch sự của các fan hâm mộ, bởi dù có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt nhưng ngăn chặn sao được sự cuồng nhiệt của khán giả. Thậm chí họ cũng chỉ biết lờ như không trước những cú chạm ngực bất ngờ của các đồng nghiệp. Trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nha. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có đôi lần gặp phải những tình huống xấu hổ tới dở khóc dở cười, và các nghệ sĩ cũng không hề ngoại lệ. Dĩ nhiên, bởi họ cũng là con người mà, cho nên không ít lần các nghệ sĩ và những người nổi tiếng cũng gặp phải những sự cố vô cùng khó đỡ. Sau đây là khoảnh khắc xấu hổ mà có lẽ sẽ chẳng ai muốn nhìn lại, cùng một số tai nạn nghề nghiệp của những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới. Số lần trượt ngã trên sân khấu của nữ ca sĩ Lady Gaga cũng nhiều không ít. Khoảnh khắc vô ích để đời của mẹ quái vật ác hẳn là lần biểu diễn You and I đầy máu lửa bên piano, vì bức hụt chân khi đứng lên piano mà Lady Gaga đã lãnh trọn cơn đau vì té ngã ngay sau đó. Scarlett Johansson, nữ diễn viên thường tự hào về thân hình đầy đặn và gợi cảm của mình, đã từng đỏ mặt tía tai khi bị một phóng viên kim nhà thiết kế thời trang đòi sờ nắng vòng 1 trong lễ trao giải quả cầu vàng được truyền hình trực tiếp. Wow. Chuyện các sao gây chú ý với trang phục quái dị đã trở nên quen thuộc, nhưng kiểu trang phục sáng chói như của nhóm nhạc Black Eyed Peas với màn trình diễn I Got a Feeling trong lễ trao giải VMAs thì đúng là có phần đặc biệt. Trước khi trở thành một nữ DJ thành công, Paris Hilton cũng từng bị vấp phải những trở ngại nhất định, như lần cô ra mắt đĩa đơn mới Last Night trong lễ hội pop ở Brazil và mọi thứ không diễn ra đúng như cô mong muốn. Nếu nhắc đến những cú ngã kinh điển của các ngôi sao thì không thể nào thiếu nàng vừa muối Camila Cabello. Nữ ca sĩ chưa bao giờ thôi sử dụng hết năng lượng trên sân khấu. Tại sân khấu biểu diễn cùng các thành viên nhóm Fifth Harmony, màn trình diễn Miss Mourinho đã làm cho cô nàng trở nên nhiệt hơn bao giờ hết, và hậu quả chính là cú ngã đau điếng trên sân khấu. Nữ giám khảo Amanda trong chương trình tìm kiếm tài năng nước Anh đã từng rơi vào tình huống khá hài hước khi cô tham gia trợ diễn với màn ảo thuật của thí sinh và bị anh này làm phép lột luôn đồ y ngay trên sân khấu. Trong buổi biểu diễn trực tiếp bản hit đầu tiên I Kiss A Girl của mình, nữ ca sĩ Katy Perry nói rằng cô không được khỏe. Có vẻ như cô đã cố gắng tìm cách rời khỏi sân khấu sau khi đưa ra thông báo đó, nhưng cuối cùng vẫn đổ gục xuống sàn và được một nhân viên bảo vệ đưa xuống sân khấu. Giữa Cardi B và Nicki Minaj từng xảy ra một trận đánh nhau gây xôn xao tại sự kiện thời trang ở New York. Thậm chí Cardi B còn cởi giày ra để ném vào Nicki. Nhưng trước Nicki Minaj, Cardi B đã có sở thích ném giày vào người khác trên một show thực tế. Đó là khi Cardi B không nhận được lời giải thích đầy đủ về lý do tại sao thành viên Asia không thích cô, nàng rapper này bỗng trở nên nóng nảy và ném giày vào người Asia. Bên cạnh cử chỉ thân mật thì các ngôi sao còn có một số khoảnh khắc quá khích như vỗ mông nhau để tăng không khí phấn khích cho màn trình diễn.
Ariana Grande trong một lần đến xem show của Madonna đã được tiền bối thân chinh mời lên sân khấu, và trong tiết mục này cô cũng phải đón nhận bàn tay hư hỏng của nữ hoàng. Trong đêm diễn mở màn chuyến lưu diễn thế giới năm 2019, nữ ca sĩ Ariana đã khiến fan cười tếu táo bởi màn trình diễn Thank You Next. Có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng trường hợp oái âm lại rơi đúng vào cô ca sĩ nổi tiếng này. Ariana xuất hiện với phong thái đầy tự tin, nhưng chỉ vừa xoay người để hát, cô nàng hoang mang cực độ. Vì trong khi dàn hát bè đều có micro, còn mình thì không. Nổi tiếng là một rapper lắm tài nhiều tật, Kanye chưa bao giờ né tránh việc nói lên suy nghĩ và thể hiện quan điểm của mình. Anh chàng này từng có phát ngôn gây chấn động khiến bản thân nhận về cả rổ gạch đá khi đưa ra những bình luận thiếu hiểu biết về chế độ nô lệ trong một cuộc phỏng vấn. Cũng tại lễ trao giải này vào năm 2014, ngay sau khi bước ra sân khấu để trình diễn ca khúc Bang Bang, Nicki Minaj đã gặp sự cố trang phục khiến cô giữ chặt váy suốt buổi trình diễn. Người xem trực tiếp khẳng định Nicki bị rách váy, còn nữ ca sĩ thì nói cô không đủ thời gian kéo khóa. Trong tour diễn ở quê nhà Atlanta, nữ ca sĩ R&B Ciara đã dành tặng màn biểu diễn lap dance khiêu gợi cho một fan nam may mắn. Tuy nhiên khi anh này ngồi yên vị, Ciara thực hiện động tác trồng cây chuối ngược với ý định sẽ hạ cánh trên đùi fan. Tuy nhiên khi đưa chân xuống, giọng ca Goody vô tình đạp trúng vào mặt fan. Trong một buổi biểu diễn, nữ ca sĩ Beyoncé đã gặp sự cố khi đang thể hiện ca khúc Hello. Vì diễn quá sung, tóc của cô bị mắc vào cánh quạt lớn trên sân khấu, đầu bị giật lại và không thể di chuyển được ra vị trí khác. Trước tình huống đó, Beyoncé không hề tỏ ra bối rối, cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt ca khúc của mình trong khi nhân viên bảo vệ đứng vây quanh để gỡ tóc. Bà Melania Trump từng khiến dư luận cảm thấy khó hiểu khi nhiều lần biến đổi sắc mặt chỉ trong tích tắc. Không ai dám chắc bà đang nghĩ gì. Bà từng gây bão truyền thông khi có màn chào hỏi đầy bất thường với Ivanka, con gái riêng của chồng. Trong thời điểm cả hai dính nghi án bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bà cũng nhiều lần tìm cách từ chối việc nắm tay chồng, hoặc khi nắm tay rồi, bà cũng lạnh lùng rút ra khiến ông Trump rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Diễn tập là một điều hết sức quan trọng, vì nếu không luyện tập thường xuyên thì những gì chúng ta thấy chính là giống như những bước nhảy bán robot này. Lana Del Rey là nữ ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc đậm chất vintage và lời nhạc nên thơ. Nhưng có lẽ vì quá quan trọng hóa ngoại hình nên khi tổ chức buổi ký tặng fan ở Los Angeles, cô đã chọn chiếc khẩu trang làm bằng lưới lấp lánh. Có thể thấy loại khẩu trang này chỉ đẹp chứ chẳng có tác dụng kháng khuẩn khi dịch cúm Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ. Sau nhiều năm, lần đầu tiên nữ ca sĩ Mariah Carey đã chia sẻ cảm xúc của mình về áp lực khi bị hỏi khó trên The Ellen Show năm 2008, khiến nữ diva vô cùng khó chịu. Nữ MC Ellen đã ép công khai chuyện cô mang thai khi gây áp lực buộc cô phải nâng ly rượu champagne. Vừa rồi là hình ảnh về những khoảnh khắc khó đỡ và tai nạn nghề nghiệp của người nổi tiếng trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.